Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365 trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý anh chị và các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365. Quý anh chị và các bạn thân mến, bản chất của con người là luôn muốn được mọi người yêu quý và chấp nhận. Do vậy, chúng ta thường lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Suy nghĩ quá nhiều về việc này có thể khiến cho bạn có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Nó có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái của bạn và khi ở cạnh người khác. Đừng để điều này cản trở cuộc sống mà bạn đang sống. Và ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày, ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi, xem trong ngày mới này, con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối diện với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Âm lịch là ngày 3 tháng 4 năm 2024, tức ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn tiết khí lập hạ. Giờ hoàng đạo trong ngày, Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ tư mệnh, Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thinh long, Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ binh đường, Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ kiêu quỹ, Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ bảo quang, Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ ngọc đường, giờ Hắc đạo, Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thiên lao, Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ nguyên vũ, Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ câu trận, Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thiên hình, Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ chu tước, Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ bạch khổ, Ngũ hành liên mệnh sơn dầu hỏa. Ngày Giáp Tuất tức can khắc chi là ngày cát trung bình, nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi Mậu Thìn canh Thìn. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp Mão tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam sát kỵ mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi, xem ngày tốt xấu theo trực, trực chấp tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển khai trương. Tuổi xung ngày là Nhâm Thìn, canh Thìn, canh Tuất, xung tháng là Tân Hợi, Đinh Hợi. Về sau tốt, thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường, tuế hợp tốt mọi việc, giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng giải oan. Về sau xấu, địa tặc xấu với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành, không phòng kỵ cưới hỏi, quỷ khốc xấu với tế tự an táng. Ngày kỵ mùng 10 tháng 5 năm 2024 là ngày tam nương sát xấu, kỵ khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay cất nhà. Hướng xuất hành nghỉ thần là hướng đông bắc, tài thần là hướng đông nam, hắc thần xấu nên tránh là hướng tây nam. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao ngưu ngũ hành kim động vật ngưu, ngưu kim ngưu sái tuân xấu, tướng tinh con trâu chủ trị ngày thứ sáu, nên làm đi thuyền may áo. Kiêng cữ khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Ngoại lệ, sao ngưu gặp ngày ngọ đăng viên rất tốt, ngày tuất yên lành, ngày dần là tuyệt nhật, không nên làm việc gì, riêng ngày nhâm dần thì tạm được. Sao ngưu gặp chúng ngày 14 âm lịch là diệt một sát, không nên làm rượu, lập lò nhuộm, lò gốm vào làm hành chính, thừa kế sự nghiệp, kỵ nhất là đi thuyền. Sao ngưu là một trong thất sát tinh, sinh con khó nuôi, nên lấy tên sao của năm, tháng, ngày mà đặt tên cho trẻ và làm việc âm đức.
ngay trong tháng sinh mới mong nuôi khôn lớn được. Nhân thần, ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch là ngày can giáp. Ngày can giáp không trị bệnh ở đầu, ngày 3 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng lợi, bàn chân, gan, tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này mọi chuyện đều không may. Giờ đại an tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ. Xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam. Giờ tốc hủy tốt từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến. Giờ lưu niên xấu từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Giờ xích khẩu xấu từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ, xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ. Giờ tiểu cát tốt từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ, rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày kim dương tốt, xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, điều kiện có nhiều lý phải. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là thông tin tổng quan trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Sau đây mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông tin chi tiết của từng con giáp. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Tý. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Tý Thủy. Theo dõi tử vi trong 12 con giáp cho thấy, tuổi Tý được chính ấn nâng đỡ nên vận trình ngày mới hài hòa tốt đẹp, công việc như ý, mọi sự hanh thông. Con giáp này tính tình hòa đồng, cũng là người phóng khoáng, cho nên luôn được bạn bè xung quanh hỗ trợ hết mình. Về tài chính, bản mệnh có khả năng làm ra tiền, cũng nhạy bén với kinh doanh, nhưng kỹ năng quản lý tài chính còn nhiều thiếu sót. Nếu bạn cứ tiêu hoang như hiện tại thì sớm muộn bạn cũng tiền khô cháy túi, nên có kế hoạch làm ăn lớn và rõ ràng cho tương lai. Trong ngày ngũ hành thổ khắc thủy, vận trình tình cảm của tuổi Tý lại không được êm đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất đồng. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nhau nên đôi bên thường hay tranh cãi vì chút chuyện nhỏ, có cả hai cần ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Theo dõi vận trình, thiên ấn chiếu cố giúp tuổi Tý nhận được sự tín nhiệm, ăn nói mạnh mẽ hơn trong giao tiếp ở cơ quan. Những ai đang ở chức vụ quản lý sẽ được nhân viên tín nhiệm hơn mọi ngày vì cách quản lý rất tốt và uy tín trong mọi lời hứa, nói là làm. Tam hội giúp sức tuổi Tý cũng thu về được khá nhiều công việc, kinh doanh hoặc là các mối quan hệ ngoại giao. Trên phương diện tình cảm ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý chớ nên hành xử vô lý, rồi lại bắt nửa kia phải bao dung và chịu đựng mình. Mọi việc nếu đi quá giới hạn sẽ rất dễ đổ vỡ, hãy xem lại bản thân trước khi buông lời trách móc đối phương. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi giáp Tý mệnh kim, vận trình hài hòa tốt đẹp, công việc như ý, mọi sự hanh thông. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, tính tình phóng khoáng nên luôn được bạn bè xung quanh hỗ trợ. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, có khả năng làm ra tiền nhưng kỹ năng quản lý tài chính còn nhiều thiếu sót. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ nên có kế hoạch làm ăn lớn và rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, mối quan hệ đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 7684, màu sắc cát tường là xanh và vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Sửu Thổ. Tiếp nối tử vi trong ngày 9 tháng 5, người tuổi Sửu được dự báo hôm nay có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong ngày chính tài xuất hiện. Con giáp này có thể đón lợi nhuận đổ về ầm ầm sau những nỗ lực kinh doanh và đàm phán làm ăn của mình.
Hãy lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai ngay bây giờ, chứ đừng chỉ biết hưởng thụ. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ tính cách cần cù, chăm chỉ và cẩn thận của bản thân. Điều đó đem tới cho bạn những điều kiện phát triển tốt hơn, thậm chí là những khoản tiền thưởng nóng. Về mặt tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bạn nên chú ý hơn tới cách ăn nói với nửa kia. Đừng cho rằng cả hai đã yêu nhau lâu thì cư xử tùy tiện ra sao cũng được. Có lẽ cũng do thổ khí vượng gây ảnh hưởng tới sức khỏe nên tuổi Sửu dễ cáu gắt, tâm trạng không thoải mái. Bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Theo dõi tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Sửu cho thấy, đối với người tuổi Ất Sửu mệnh kim, bạn gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Tử vi trong ngày tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, hãy lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai ngay bây giờ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, có điều kiện phát triển tốt hơn, những khoản tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi nên chú ý tới cách ăn nói với nửa kia. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 4, 7, 6, 4, màu sắc cát tường là đen và tím. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Dần Mộc. Trong ngày tam hợp như hôm nay, những điều tốt lành sẽ đến với tuổi Dần. Đầu tiên phải kể đến đường công danh sự nghiệp khá tốt, bản mệnh có quý nhân nâng đỡ nên càng đón nhận được nhiều cát lợi hơn. Nếu gặp trở ngại thì cũng dễ dàng vượt qua. Trong ngày này, bạn có thể thoải mái làm chủ vận trình của mình, sẵn sàng tiến về phía trước không quản ngại khó khăn. Sự nhiệt tình và tham vọng của những chú hổ như được tiếp thêm động lực. Chỉ cần bạn khắc phục được điểm yếu là hơi hấp tấp vội vàng của mình thì mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ như mong muốn ban đầu. Trong ngày thổ mộc xung khắc cũng nhắc nhở tuổi Dần nên dành thời gian chăm sóc bản thân, nhất là nên tăng cường dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể để đủ năng lượng làm việc. Sức đề kháng trong ngày kém đi, nếu không giữ gìn có thể mắc các bệnh theo mùa như cảm cúm, viêm đường hô hấp. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Dần cho thấy, đối với người tuổi Giáp Dần mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp khá tốt, có quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, đón nhận nhiều cát lợi, gặp trở ngại thì cũng dễ dàng để vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, có thể thoải mái làm chủ vận trình, sẵn sàng tiến về phía trước. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, cần sớm khắc phục được điểm yếu là hơi hấp tấp vội vàng. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, nên dành thời gian chăm sóc bản thân, tăng cường dinh dưỡng. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 17, 34, màu sắc cát tường là xanh dương, trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Tý và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Mão Mộc. Trong ngày có lục hợp nâng đỡ, người tuổi Mão gần như không gặp phải bất cứ khó khăn hay muộn phiền nào ngày hôm nay. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, bạn có thể yên tâm để công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao thoải mái, nêu kế hoạch và ý kiến của mình với cấp trên, bởi bạn sẽ nhận được sự đồng thuận. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá êm đẹp, rất có lợi cho công việc. Ngày này, nếu phải tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, thì bạn cũng dễ nhận phần lợi về mình. Tuy nhiên, trong ngày bản mệnh vẫn nên cẩn thận, chú ý trong khi đi lại vì có thể gặp tai nạn và chạm xe cộ hoặc là gặp sự cố bất ngờ nào đó.
đường tình duyên có phần kém sắc do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Có thể nguyên nhân là do con giáp này quá bận với công việc nên không toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ của mình. Bản mệnh nên chia sẻ nhiều hơn để đối phương hiểu được những khó khăn mình đang gặp phải mà thông cảm. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Mão cho thấy, đối với người tuổi Ất Mão mệnh Thủy ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của bạn thuận lợi, có thể yên tâm công tác. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa thoải mái nêu kế hoạch và ý kiến của mình với cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, các mối quan hệ xã giao bên ngoài êm đẹp, có lợi cho công việc. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc nên chú ý trong khi đi lại vì có thể gặp tai nạn và chạm bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, đường tình duyên kém sắc nên dành thêm thời gian vun vén. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 20-46, màu sắc cát tường là xám và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Dần và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi tức thổ và mệnh chủ thiên thổ. Tương xung tác động, tuổi Thìn có phần nóng nảy, dễ mất bình tĩnh hơn thường ngày. Con giáp này không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của người khác, cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Thậm chí, khi có người phản đối thì lại sẵn sàng làm quá mọi việc lên, đẩy mọi thứ vào tình huống căng thẳng. Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của bản mệnh trong ngày hôm nay không chỉ ảnh hưởng tới công việc hiện tại mà còn cả mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp, cộng sự và khách hàng. Nếu vẫn giữ tính cách này, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, vì thế mà kết quả mang lại không được như mong đợi. Trong ngày này, vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng không được vui vẻ cho lắm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và bạn đời đang tồn tại một vài vấn đề không thể lờ đi được. Nếu vợ chồng có điều gì không bằng lòng với nhau thì cần thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng. Theo dõi tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Thìn cho thấy, đối với người tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, bạn có phần nóng nảy cũng dễ mất bình tĩnh hơn thường ngày. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ dễ làm căng mọi chuyện khi có người phản đối ý kiến. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, cách hành xử thiếu chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng tới công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, mối quan hệ với đồng nghiệp, cộng sự và khách hàng dễ xấu đi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, vợ chồng nên thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 0934, màu sắc cát tường là nâu, xanh, quý nhân phù trợ là Dần, Mão và Thân, giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi tuất thổ và mệnh chủ Tỵ Hỏa. Theo dõi tử vi ngày mới, công việc của tuổi Tỵ ở thời điểm này nhìn chung không có gì đáng ngại. Việc như thế nào thì cứ làm như vậy, chủ yếu dành thời gian để hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn đang dang dở thì kết quả cũng rất mỹ mãn. Dù vậy, bạn cũng không nên chủ quan vì vẫn có tiểu nhân rình rập, chờ cơ hội phá hoại. Con giáp này vốn rất coi trọng thể diện, không muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào hay rất dễ phản ứng mạnh với những người tỏ ra nghi ngờ năng lực của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chịu chú ý, có cách ứng xử khéo léo hơn thì ngày hôm nay là một ngày khá thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ làm ăn. Thực thần báo hiệu, hôm nay là một ngày rất thích hợp để cho con giáp này theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, có thể mạnh dạn đẩy nhanh tiến độ ký kết được hợp đồng. Người tuổi Tỵ có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa,
công việc của bạn không có gì đáng ngại, việc như thế nào thì cứ làm như vậy. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ không nên chủ quan vì vẫn có tiểu nhân rình rập, chờ cơ hội phá hoại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc dễ phản ứng mạnh với những người tỏ ra nghi ngờ năng lực của bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim hôm nay là một ngày thích hợp để xây dựng các mối quan hệ làm ăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, người kinh doanh buôn bán có thể đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 5537, màu sắc cát tường là tím và hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi tức Thổ và mệnh chủ Ngọ Hỏa. Với cục diện tam hợp ngày hôm nay, tuổi Ngọ vẫn đang tiến măng măng trên hành trình mình đã lựa chọn. Bản mệnh may mắn có môi trường làm việc tốt, điều kiện phát triển cũng rộng mở. Nếu bản mệnh tiếp tục làm việc nghiêm túc, nỗ lực và cầu tiến thì kết quả đạt được sẽ vô cùng xứng đáng. Tài vận cũng có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do những thành tích xuất sắc đã gặt hái được trong công việc suốt thời gian vừa qua. Cấp trên luôn nhận ra được sự cố gắng nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của bản mệnh. Nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm cũng có những bước tiến đáng kể. Các cặp đôi bắt đầu bàn tính đến việc về chung một nhà. Mặc dù thời gian yêu đương không quá lâu, nhưng cả hai đều có suy nghĩ chín chắn nên có thể coi đó là nhân duyên, nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng như là bạn bè. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp tuổi Ngọ cho thấy, đối với người tuổi giáp Ngọ mệnh Kim, bạn có môi trường làm việc tốt, điều kiện thì phát triển rộng mở. Tử vi trong ngày tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, nỗ lực và cầu tiến thì kết quả đạt được sẽ vô cùng xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, tài vận có nhiều điểm sáng, có thể được tăng lương hoặc thưởng nóng. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, cấp trên ghi nhận những thành tích xuất sắc đã gặt hái được. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, các cặp đôi bắt đầu bàn tính đến việc về chung một nhà. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 0866, màu sắc cát tường là vàng và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Mùi. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Mùi Thổ. Trong ngày Mùi Tuất tương phá, điềm báo tử vi cho thấy tuổi Tuất dễ vướng vào tranh cãi, mâu thuẫn với người xung quanh. Con giáp này nên chú ý thái độ, lời ăn tiếng nói để tránh cãi vã, tự chuốc thêm phiền phức. Nhất là trong quá trình làm việc, bản mệnh cứ hành xử không đúng mực, có thể sẽ mất đi cơ hội tốt đẹp. Con giáp này là người dũng cảm, có chí tiến thủ, tuy nhiên lại khá đơn độc, khó tìm được người có cùng chung chí hướng với mình. Bạn nên cởi mở hơn với mọi người, đừng khép mình lại vì nghĩ rằng chẳng có ai thấu hiểu. Khi đó, vận quý nhân của bạn cũng có nhiều cải thiện. Phương diện tình cảm của những người tuổi này cũng thăng trầm bất định, có sóng ngầm trong mối quan hệ của hai bạn. Đôi bên đối xử với nhau chỉ là xã giao chứ không thật lòng quan tâm, nên khúc mắc giữa bản mệnh và người thân vẫn còn khá nặng nề, chưa thể giải quyết dứt điểm. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Ất Mùi mệnh Kim, bạn rất dễ vướng vào tranh cãi, mâu thuẫn với người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy nên chú ý thái độ, lời ăn tiếng nói để tránh tranh cãi, tự chuốc phiền phức. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, cứ hành xử không đúng mực, có thể sẽ mất đi cơ hội tốt đẹp trong công việc. Tử vi trong ngày tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, khá đơn độc, khó tìm được người có cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, tình cảm thăng trầm bất định, có sóng ngầm trong mối quan hệ.
sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 2486, màu sắc cát tường là đen, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ, giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Thân, can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ, mệnh chủ Thân Kim. Cục diện tam hội nâng đỡ cho người tuổi Thân khá nhiều trong ngày thứ 6 này, công việc ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Quý nhân xuất hiện phù trợ đúng lúc khiến cho mọi việc càng trở nên dễ dàng trôi chảy hơn. Bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính. Vận may đồng hành sẽ giúp các kế hoạch của bạn khá trôi chảy. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được các thần trợ giúp cho vận trình. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng khá vượng sắc. Người độc thân hứa hẹn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Tuy bước đầu vẫn chỉ là bạn bè tâm giao, sau này muốn tiến xa hơn thì còn phải xem sự chủ động của hai người tới đâu. Các cặp đôi yêu nhau lâu cảm thấy tình cảm đã đủ chín để bàn tính chuyện trăm năm. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Thân cho thấy, đối với người tuổi giáp Thân mệnh thủy, công việc ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh hỏa, quý nhân xuất hiện phù trợ đúng lúc, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh thổ, bạn nên tập trung thời gian này để phát triển dự định về tài chính. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh mộc, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh kim, tình cảm vượng sắc, người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 3367, màu sắc cát tường là trắng và xanh. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Dậu. Giờ tốt trong ngày là từ 23 giờ đến 1 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Dậu Kim. Chính quan xuất hiện, vận trình công việc của tuổi Dậu ngày hôm nay diễn ra một cách dễ dàng. Các kế hoạch hay dự án mà con giáp này đang nắm giữ nhìn chung đều tiến triển lý tưởng. Những biểu hiện xuất sắc trong công việc giúp cho bản mệnh nhận được sự tín nhiệm và nhiều trọng trách mới từ cấp trên. Tuy nhiên, tương hại cục là điềm báo tài lộc có nguy cơ bị tiêu tán, do đó bản mệnh cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tiền bạc. Đừng quên, cần phải tham khảo thêm ý kiến của những người thân thiết, những người có chuyên môn để tránh mắc phải những sai lầm. Bù lại, trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành thổ kim tương sinh nên những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng dẫn đến những rắc rối về tình cảm, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày. Nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Dậu cho thấy, đối với người tuổi Ất Dậu mệnh thủy, các kế hoạch hay dự án đang nắm giữ đều tiến triển một cách lý tưởng. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, bạn nhận được sự tín nhiệm và nhiều trọng trách mới từ cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, điềm báo tài lộc có nguy cơ tiêu tán, thận trọng với tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của người có chuyên môn trước khi đầu tư. Tử vi trong ngày tuổi Quý Dậu mệnh kim, những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui tình cảm. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 3476, màu sắc cát tường là hồng và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Tuất. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực.
Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Tuất Thổ. Thiên tài đem đến cho tuổi Tuất những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền trong ngày hôm nay. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày. Có người may mắn lương thưởng tăng nhanh, mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư giả. Tuy nhiên, tiền nhiều cũng kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Do đó, nhân lúc tiền bạc dồi dào, bản mệnh cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí. Nên có kế hoạch tiết kiệm để phòng khi đau ốm hay có việc bất trắc xảy ra thì hơn. Trên phương diện tình cảm, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp, bạn sẽ có nhiều cuộc họp và gặp mặt với bạn bè. Người độc thân nhân cơ hội này có thể tìm được đối tượng phù hợp với mình. Các cặp đôi dần xóa bỏ được mâu thuẫn, đánh tan những nghi ngờ. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, có những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ có thêm những khoản thu đáng kể để chi tiêu cho nhu cầu cần thiết. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, tiền nhiều cũng kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim nên có kế hoạch tiết kiệm, đề phòng khi đau ốm hay có việc bất trắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp, có nhiều cuộc hội họp. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 0538, màu sắc các tường là đỏ và ghi. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Can chi giáp Tuất, thiên can giáp Mộc, địa chi Tuất Thổ và mệnh chủ Hợi Thủy. Các đinh thiên ấn báo hiệu vận trình công việc của tuổi Hợi ngày hôm nay diễn ra khá trôi chảy. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện các dự định riêng của mình. Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng không gây áp lực cho bản mệnh vì tinh thần của bạn lúc nào cũng được đẩy lên cao. Tình hình tài chính chưa có dấu hiệu khởi sắc, những dự án mới triển khai chưa có thành quả gì đáng kể nên tài lộc cũng chưa có ngay. Dù vậy, bạn cũng chớ nên bỏ cuộc nửa chừng, tuổi Hợi nên cố gắng kiên trì làm việc. Ngoài ra, có thể thử nghiệm thêm một số lĩnh vực mới. Vận trình tình cảm về cơ bản là ổn định. Thế nhưng, cũng có lúc bản mệnh cảm thấy mối quan hệ của mình và nửa kia không được lãng mạn như các cặp đôi khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bản thân. Nên con giáp này hãy hài lòng với những gì mình đang có, đừng tự gây áp lực cho chính mình và đối phương. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, công việc diễn ra trôi chảy, dễ dàng thực hiện các dự định riêng. Tử vi trong ngày mới tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, khối lượng công việc tăng nhanh nhưng không cảm thấy áp lực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, tình hình tài chính chưa có dấu hiệu khởi sắc, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim nên cố gắng kiên trì làm việc, thử nghiệm thêm một số lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, vận trình tình cảm ổn định nên hài lòng với những gì mình đang có. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 20-76, màu sắc cát tường là xanh lam và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày 10 tháng 5 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới.
hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.